10 giây. Justin Young. Không được rồi. Phạt không nhanh. Tiến Dương. Đó là Tiến Dương. Đó là trời ơi, Tiến Dương. Dương Đại Bàng đã giang đôi cánh của mình trong những giây phút cuối cùng. Chúng ta xem lại tình huống của Tiến Dương. Đôi cánh của Tiến Dương đã nâng cả Hà Nội Bắc. Một khoảnh khắc bùng nổ thật sự. Đây sẽ là trận đấu mà chúng ta sẽ phải nhắc lại quá nhiều. Đây sẽ là trận đấu tiêu biểu cho VBA năm nay. Và nhiều khả năng sẽ là tiêu biểu cho VBA trong rất nhiều năm sau nữa. Justin Young, John Phil. Những giây cuối cùng của trận đấu, Hà Nội Bắc Buffalo phòng ngự thành công rồi. Nhượng xanh rồi. Xin chúc mừng Hà Nội Bắc Buffalo. Và Hà Nội màu gì anh Hiếu ơi? Hà Nội màu gì nhỉ? Hà Nội màu xanh. Thật là tuyệt vời. Chúng ta vừa được chứng kiến một bữa tiệc cảm xúc